Chào bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục module 4 là xử lý bảng tính cơ bản nha, sử dụng bảng tính cơ bản. Rồi, câu số 21 trong Microsoft Excel cách nào để tạo mới một tiệp Ctrl giữ bạn? Ctrl N, N, chính xác. Trong Microsoft Excel công thức min là giá trị nhỏ nhất, min là giá trị nhỏ nhất trong những cái thằng này cho kết quả là trong năm thằng này nào nhỏ nhất các bạn? Số 0, chính xác. Còn 10 thì chắc là sum á, sum là tổng lại á, không đúng ha. Trong bảng tính Excel tại ô A2 có sẵn giá trị số 25. Tại ô B2 gõ vào công thức SQRT của A2 thì nhận được kết quả rồi. Nên là square là hàm căn, căn thức đó các bạn. Thì căn của 25 là 5. Là 5. SQRT là căn nha. Còn QRT ổ lộn còn căn nè, là SQRT nè. Bây giờ tôi bằng SQRT. SQRT của 25 thì sẽ ra là 5, nghĩa là căn của 25 ra 5. Thì có những cái là một bình phương ra là một bình phương ra là 1, 2 bình phương 4, 3 bình phương 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 8, 64 99, 81, 10 nhân 10 100. Đó là những cái bình phương đó các bạn. Đúng không? Là thằng nào mà nhân nó ra 25 là căn thôi, căn của nó, căn của 25 là cái số đó đó. Thằng nào mà nhân với chính nó ra 25 là số 5. Ha. À. Còn cái hàm mà bình phương á, hàm bình phương là queer. Hàm bình phương là cái gì ta? SQR hả? Không phải. Hàm bình phương là hàm gì? Square. Tiếp tục đi, câu số 24. Nhớ nha các bạn, nhớ cái thằng này nha, thằng này là hàm căn thức, căn của 25 biểu thức sao cho quả bao nhiêu nếu điểm trung bình bằng 9 các bạn. Đây, nếu điểm trung bình lớn bằng 5 giá trị trả về là trung bình, xong là trung bình. Còn nguyên khu này là gì các bạn? Nguyên khu này nè là nếu mà nó sai, mà bây giờ cái thằng này đúng hay là sai, điểm trung bình lớn bằng 5 là đúng hay sai? Là đúng thì đáp án trở về là trung bình. Trời ơi. Nếu mà lớn bằng 5 thì đáp án trở về là trung bình. Rồi nếu mà không lớn bằng 5 á, thì nếu mà điểm trung bình lớn bằng 6.5 là khá, nếu điểm trung bình lớn bằng 8 là giỏi, còn không trở về là yếu. Thằng này nó ghi sai chỗ rồi đó. Thằng này nó ghi sai chỗ rồi đó à, nhưng mà theo công thức này đáp án chính xác là trung bình. Tại vì nếu lớn bằng 5 thì đáp án trở về là trung bình. Thằng này ghi sai chỗ, ý nó ghi sai chỗ là sao? Là cái thằng if này nè, các bạn, if này nè, nó phải dời ở vị trí đúng. Nếu mà lớn bằng 5, nếu mà đúng á, thì xét. Nếu mà lớn hơn bằng 6.5, nếu đúng á, xét tiếp. Thằng này nó ghi sai rồi à, thằng này ghi sai rồi. Cái công thức này là công thức lập trình ra là trung bình hết. Nào lớn bằng 5 là trung bình hết à, rất là lỗi ha. Nhưng mà với công thức này đề cho như vậy à, trừ khi á, mà nó làm trên bản tính này á, thì mình nói nó sai. Nhưng mà cái đề nó cho như vậy thì mình phải trả lời theo đáp án của đề đó nha. Câu số 25. Trong Microsoft Excel trong Microsoft Excel cách nào để đóng một tiệp các bạn? Attach F4. Chính xác nha. Đóng một tiệp Attach F4 trong Microsoft Excel. Attach F4 là đóng nó lại đó. Trời ơi, Attach F4 chắc biết rồi mấy bạn ha. Bạn ra ngoài Windows, bạn bấm Attach F4 đi. Bạn ra ngoài Desktop nè, bạn bấm Attach F4 đi là nó shutdown cái máy á. Nè, tao bấm ha, Attach F4 nè. Nó mở cái bảng shutdown đó à, đúng không nè, Attach F4 nè. Tức là nó muốn thoát á à, nó muốn thoát á. Attach F4 trong bất kỳ phần mềm nào cũng thoát. Tại vì Attach F4 nó liên quan đến hệ điều hành Windows. Nó là hệ điều hành Windows. Bất kể phần mềm nào bạn bấm Attach F4 nó đều thoát nó ra cả. Đảm bảo bạn một điều đó. Trong Microsoft Excel công thức MY của 0123 cho kết quả nào? Công thức MY này là tôi không biết nha. Tôi không biết. Để tôi bấm thử coi. Bằng MINE. Không có cái hàm MY. Không có hàm mai hiểu không? Không có nên tôi không biết. Có hàm min là nhỏ nhất, còn hàm min a á, là return the smallest value in the set of value,
là trả về một cái giá trị nhỏ nhất trong một chuỗi những ký tự. The not ignore logical value in text. Nó không có ignore là bỏ qua những cái giá trị logic, true false gì đó là logic đó, and text. Rồi, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đề sai. Đề sai. Còn nếu bạn đánh không có công thức này, bạn đánh sẽ là reference. Reference tức là không có cái hàm đó. À, nói anh chính xác anh ta sẽ là con A ha, đổi đề lại à, hàm min chứ không phải hàm may. Trong bảng tính Excel nếu có một ô tính có ký hiệu là thắng thắng, điều đó có nghĩa là gì? Quá dễ, quá dễ, cái này gặp rồi. Đó là cái gì? Chữ nó tràn khỏi ô à, chữ nó nhiều quá nó tràn khỏi ô, nó không có gọi là đựng được à, nó không có có chứa trong cái ô đó đủ đủ chỗ chứa ở trong ô đó à, thì mình sẽ kéo ô đó rộng ra. Hàng chứa ô đó có độ cao không phải, cột chứa ô đó độ rộng không phải, à đúng rồi, đúng rồi, cột chứa ô đó độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số, đúng không? Ví dụ à, tôi cho cái cột này nhỏ nhỏ đi, tôi sẽ bấm cái số là n n n enter một cái, không có thằng này á, thì mình nhập cái số thiệt á, nhập cái số thiệt á thì nó vậy à, nhập cái số thiệt á thì nó ra này. Nhưng mà nếu mà nó là một cái công thức tính đó các bạn, ví dụ như a cộng b á, cái này một đi, tao bằng ha, bằng thằng này cộng thằng này, nó không đủ chỗ thì nó sẽ thăng 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 à, nhưng mà thằng này là một cộng e 12 là nó ok rồi à, đó. Ta sẽ đưa đưa nó về chế độ là number, number ha, nó phải ở chế độ number. Còn chế độ kia chế độ general, trong chế độ general đó, nó có cái kiểu accounting ở cái kiểu scientific. Scientific là kiểu khoa học thì nó sẽ chuyển về chế độ E cộng 14. Bạn phải để ở chế độ number à, chế độ này number thì nó mới có cái thăng thăng thăng. Ok ha, thăng thăng thăng. À, để hiển thị cái thăng thăng đó bạn phải kéo ô này rộng ra, tức là cái cột chứa cái ô này nó sao? Nó không đủ độ rộng nha. Nó quá hẹp là không đủ độ rộng đó. Trong Excel OA1 chứa chỉ là -3, OA2 chứa giá trị là 2, hàm mod A1 A2 sẽ trả về giá trị là gì các bạn? OA1 thì chứa giá trị là -3, OA2 thì chứa giá trị là 2. Còn cái hàm mod của A1 A2 à, mod của A1 là lấy 3 chia cho 2, mod là hàm dư á, lấy -3 chia 2 thì dư mấy các bạn? -3 chia 2 là dư -1. À, mấy cái hàm là hàm trong toán học à, thiệt sự là nếu bạn mà không xài Excel, bạn mà không ấy nhiều á, bắt buộc mấy này bạn phải 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 nhớ thôi, tại vì mấy này nó nằm ở cấp 2, lớp 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 6 lớp 7 nó mới học cái này à, rồi nó lấy là -3 chia 2 dư mấy á, à, thì bạn vẽ cái biểu đồ chia đi, -3 chia 2 dư mấy à, thì tôi sẽ chia cho bạn coi, mấy này nó dễ quá rồi à, -3 mà chia cho 2, -3 chia 2 là được -1 à, -1 1 nhân 2 -2 à, lấy trên trừ dưới thì ra là -1, -1 chia 2 à, không chia hết thì dư là -1 à, dư là -1. Hàm mod là hàm dư nha, hàm mod là hàm dư. Tôi bấm cho bạn coi mod của -3 và 2 à, -3 là số chia, divisor là số bị chia à, ra 1. Cái gì? -3 chia 2 mà ra 1 hả? Ừ, có lộn không vậy? A1 chứa -3, A2 chứa 2. Mà -3 chia 2 mà ra. À, tôi nhập đúng rồi, -3 là A1 nè, A2 là 2 nè. -3 chia 2 ra 1. Ôi, tôi không biết, tôi chọn 1. Tại vì Excel nó ra đúng là số 1 thì tôi chọn số 1 thôi à, nhưng mà thực sự ủa sao tôi chia nó ra -1 ta, -3 chia 2 thì đáp án là -1 dư -1 chứ à. Ui, vậy thôi sau này mình lấy cái thằng này mình sẽ lấy trị đối luôn à, nếu mình ra -1 thì mình sẽ ra là trị đối của -1 ra 1 luôn à, hy vọng là đi thi á mấy này mình mở được cái bài Excel ra mình bấm luôn ha, mình mở bài Excel ra mình bấm luôn.
Trong MySQL Excel cách nào thoát khỏi hành trình attack F4 ha? Trong MySQL Excel công thức average là trung bình. Trung bình của 4 năm và giá trị nhỏ nhất của 6 7 8 là gì bạn? Cái này là đáp án của min 8 6 7 ra là 6, giá trị nhỏ nhất của 8 6 7 là 6. Vậy là trung bình của 4 cộng 5 cộng 6 ra nhiêu bạn? Cho kết quả nào? Trung bình của 4 cộng 5 là 9 cộng 6 15. 15 chia 3 đó là 5. Tại vì nó có 3 số, lấy trung bình của 3 số là 4 cộng 5 cộng 6 tất cả chia 3, tại vì nó có 3 số nên mình mới chia 3. Thì ra là 5. Chính xác ha. Câu này thì tôi khỏi bấm tại vì tôi biết đáp án tôi chính xác rồi. Hồi nãy giờ các bạn thấy tôi tính không? Đầu tiên là tôi tính cái hàm nhỏ nhất là hàm bên trong nè. Là giá trị nhỏ nhất của 8 6 7 là 6, lấy trung bình của 4 5 và 6 ra là 5. 4 5 và 6 ra là 5. Tổng là hết chia cho 3. Trong bảng tính Excel tại sao OA2 có sẵn giá trị không? Tại OB2 gõ vào công thức là 5 chia A2 thì nhận được kết quả là gì các bạn? Có số nào mà chia được cho số 0 không các bạn? Nè, A2 là 0 mà lấy 5 chia 0 ra là gì? Divide 0 tức là lỗi chia hết cho 0. Cái lỗi divide 0 đây, tôi sẽ cho bạn coi cái lỗi đó như thế nào. Bằng 5 chia cho 0. Bạn đừng có nhập A2 lấy 5 chia A2 mệt. A2 là 0. Lấy 5 chia 0 là được rồi. Thì sẽ ra cái lỗi là divide 0. Divide by 0 error là chia cho 0. Trong toán học không có chia cho 0. Ví dụ bạn có 10 cái bánh bạn chia cho 0 là chia gì? Hồi xưa học á, tôi có 10 cái bánh, tôi chia cho 2 bạn thì mỗi bạn được mấy cái bánh? Là mỗi bạn được 5 cái bánh. Nhưng mà tôi có 10 cái bánh tôi chia cho 0 bạn thì mỗi bạn được mấy cái bánh? Có bạn nào được cái bánh nào là lỗi? Đâu có vụ chia cho 0. Trong Excel sau khi nhập công thức sau ta có kết quả là gì? Này là lỗi rồi. Tại sao lỗi? Tại vì á, mình nhập công thức là dấu này nè, là text mà trừ đi text là cái gì? Chỉ có số trừ số chứ không có text trừ text, giá trị là lỗi values. Để tôi nhập cho bạn coi. Bằng nè, lấy 1 chết cha rồi. Chết cha luôn á. Là sao? Là dấu ngoặc kép của tôi á. Dấu ngoặc kép của tôi á. Để tôi bật cái on screen keyboard lên. Dấu ngoặc kép của tôi với cái bàn phím tôi bị hư rồi. Cứ lỗi gì hoài. Shift nè, nó lấy 1 2 3 nè. Rồi đóng lại nè. Rồi trừ nè. Trừ đi 23. Trừ đi shift này và 23, đóng ngoặc lại, enter. Nó 100 hả? Ủa. Trời ơi. Ra 100, nó bán chính xác là 100. Tại vì Excel nó ra 100 thì mình ra 100 thôi. Nhưng mà theo suy luận của tôi là lấy text từ text đâu có được đâu ta. Sao mà lấy text từ text được? Tự nhiên lấy giá trị của text đó trừ text đó ra 100. Rồi ok, 100 thì 100. Thôi những câu mà tôi sai á. Những câu mà tôi sai ha. Là những câu không chắc á. Tôi mới thử lại cho bạn coi. Ví dụ như câu số 28 nè, các bạn để ý ha. Câu số 28 nè. Đó, câu số 28 nè. Với câu số 32 nè. Những câu này á là mình thử lại mình mới thấy nó ấy. Nhưng mà theo lý luận của mình thì nó không có vậy. Câu 33 trong MySQL Excel, cách nào để lưu tệp hiện thời với tên mới? Lưu tệp hiện thời với tên mới là cell A mà. Cell A F10, 11, 12 là gì ta? Bây giờ mình bấm thử nha. F10 nè.